Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Mưa lũ cuốn trôi một người tại Yên Bái. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển từ 1.500 đến 5.000m, nên từ đêm qua đến sáng nay các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, một số nơi cao hơn, Kiên Lao, Trấn Yên 110mm, Hồng Ca 104mm, Trấn Thịnh 103,6mm. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn, đã có một người chết do bị lũ cuốn. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Đới, sinh năm 1958, trú tại thôn Hải Tâm, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn. Khoảng 5 giờ sáng ngày hôm nay, ông Đới đi qua suối thôn Hải Tâm thì bị lũ cuốn trôi. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể tại thôn Phào, xã Nghĩa Tâm. Tại huyện Văn Chấn, mưa lũ cuốn trôi một cầu phao tại xã An Lương làm ngập cầu tràn tại tỉnh lộ 173 đoạn Trấn Thịnh đi Đại Lịch. Sạt lở một số tuyến đường giao thông liên thôn, bản tại các xã Trấn Thịnh, Sơn Lương, Sùng Đô. Mưa lũ lớn đã làm thiệt hại 15 nhà, trong đó tốc mái 2 nhà ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên. Sạt lở ta luy ảnh hưởng 13 nhà, trong đó Văn Chấn 5 nhà, Văn Yên 8 nhà. Trên địa bàn huyện Văn Yên, mưa lũ làm ảnh hưởng thiệt hại 2,17 hecta lúa, 3,3 hecta ngô đồng, 0,5 hecta quế. Thiên tai làm sạt ta luy dương 1.000 mét khối trên đường tại xã Yên Phú và 300 mét khối đường xã Phong Dụ Hạ. Sạt ta luy dương 1.000 mét khối nhà văn hóa cộng đồng Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân thiệt mạng, lo hậu sự và hỗ trợ theo quy định, đồng thời kiểm tra, thống kê và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại, làm rào chắn và thông báo cho nhân dân không đi lại qua những đoạn đường bị sạt lở. Lũ quét bất ngờ trong đêm, nhấn chìm nhiều tàu cá. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra, hỗ trợ khắc phục sự cố hàng loạt tàu cá bị nhấn chìm tại cảng cá thị xã La Gi do lũ quét về bất ngờ trong đêm. Trước đó, vào 21 giờ đêm qua, lũ quét bất ngờ đổ với khu vực hạ lưu sông Dinh, đoạn chảy qua cửa biển thị xã La Gi. Lũ cuốn trôi nhấn chìm 25 tàu cá của ngư dân và một xà lan neo đậu tại khu vực này. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, những ngày qua ở khu vực đầu nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về hạ lưu sông Dinh nhiều, trùng với thời điểm thủy triều đang xuống khiến dòng nước chảy mạnh nhấn chìm nhiều tàu thuyền. Trong khi đó, do thời điểm này ngư dân tại thị xã La Gi không ra khơi đánh bắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng tàu thuyền neo đậu đông khiến nhiều phương tiện không kịp di chuyển tránh lũ. Hiện ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục triển khai lực lượng thống kê thiệt hại, hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố. Khu vực cảng cá La Gi đang có khoảng 2.000 phương tiện tàu thuyền đang neo đậu. Trước tình hình mực nước lũ vẫn còn cao, địa phương đang tiến hành phương án di dời bớt lượng tàu thuyền, tránh nguy cơ sự cố tương tự có thể xảy ra. Thanh Hóa, đi vớt củi, một người đàn ông bị nước cuốn mất tích. Khi đang vớt củi trên sông Âm, người đàn ông ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa bị nước cuốn trôi mất tích. Chiều nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Thanh Hóa, chính quyền địa phương cùng nhân dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi vớt củi trên sông Âm. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày hôm qua, Trung tâm Thông tin 114 nhận được thông tin về việc anh Lê Văn Ngờ, sinh năm 1982, trú xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, đi vớt củi trên sông Âm, đoạn chảy qua xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tìm kiếm nạn nhân. Đến 15 giờ chiều nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Ngờ. Còn tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày hôm qua, anh Quách Văn L, sinh năm 1985, trú thôn Cộng Thành, xã Phượng Nghi, chở theo vợ mình là chị Quách Thị Đê, sinh năm 1984, đi trên tuyến đường liên xã từ thôn Bái Đa 1 về nhà. Khi đi qua tràn nước ở thôn Bái Hưng thì cả hai vợ chồng cùng xe máy bị nước lớn cuốn trôi xuống suối. Do biết bơi nên anh L bơi được vào bờ, còn vợ anh cùng xe máy bị nước cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng nhân dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, nước suối chảy xiết.
Đến 1 giờ 30 phút sáng nay, thi thể chị D được tìm thấy. Lực lượng chức năng đã làm các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Cùng vật tối qua tại Thanh Hóa, hai vợ chồng khi đi qua đường tràn bị lũ cuốn trôi, chồng thoát nạn, vợ tử vong. Chập tối, hai vợ chồng ở Thanh Hóa cố đi qua đường tràn để trở về nhà, nhưng không may bị lũ cuốn trôi. Người chồng đã bơi kịp vào bờ nên sống sót, còn người vợ đã bị đuối nước tử vong. Nước dâng cao, gần 200 hộ dân của một thôn ở Thanh Hóa bị cô lập. Nước sông dâng cao cùng với hồ Yên Mỹ xả lũ đã khiến gần 200 hộ dân của một thôn ở Thanh Hóa bị cô lập chia cắt. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều qua, tại thôn Kén, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang bị nước dâng cao cô lập chia cắt với bên ngoài. Học sinh nơi đây cũng phải nghỉ học ở nhà. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều qua, tại thôn Kén, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang bị nước dâng cao cô lập chia cắt với bên ngoài. Học sinh nơi đây cũng phải nghỉ học ở nhà. Nước dâng cao khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều gia đình phải dùng thuyền di chuyển đồ đạc lên cao hơn. Biển nước mênh mông chảy vào nhà dân và nước vẫn đang tiếp tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều gia đình trong thôn đã phải sử dụng thuyền bằng tôn làm phương tiện để di chuyển. Tuyến đường bê tông dẫn từ đường lớn vào thôn cũng ngập sâu trong biển nước cao gần 1 mét. Lượng nước lớn chảy vào nhà khiến người dân phải dùng cánh cửa để chặn lại. Nhiều gia đình đưa gia súc lên cao để tránh bị ngập. Một xưởng may trong thôn bị nước ngập sâu nên mọi công việc phải tạm dừng lại. Người dân trong thôn đi làm về phải gửi xe máy ở bên ngoài để lội bộ về nhà. Ông Thái Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cho biết, thôn Kén có 172 hộ dân với 748 nhân khẩu đang bị cô lập, chia cắt với bên ngoài do nước dâng cao. Ngoài ra, còn một số hộ ở khu vực thấp của thôn Bồng Sơn, Cát Vinh cũng bị nước ngập vào nhà. Hiện nay, chính quyền xã Tượng Sơn vẫn đang bố trí lực lượng túc trực để hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến cáo người dân khi đi qua khu vực nước dâng cao. Do mưa to nhiều ngày nên mực nước ở hồ Yên Mỹ dâng cao, vì vậy việc hồ Yên Mỹ xả lũ cũng khiến cho nhiều hộ dân sống quanh khu vực của huyện Nông Cống, thị xã Nghi Sơn bị nước dâng vào nhà, ngập hết cả hoa màu. Khả năng xuất hiện hai xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông trong tháng 10 năm 2022. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 10 năm 2022 có khả năng xuất hiện khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Không khí lạnh gia tăng về tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10 năm 2022. Tháng 10, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với trung bình nhiều năm, từ 15 đến 25%. Khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với trung bình nhiều năm, cùng thời kỳ phổ biến từ 20 đến 50%. Riêng Nam Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm. Từ tháng 10, mực nước trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ xuống dần. Dòng chảy trên các sông suối và hồ chứa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Riêng lưu vực sông Gâm và sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 5 đến 40%, thiếu hụt nhiều tại khu vực Hồ Hòa Bình. Trên sông Gâm, dòng chảy đến Hồ Tuyên Quang lớn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 đến 20%. Trên sông Chảy, dòng chảy đến Hồ Thác Bà xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trên sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10 đến 20%. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022 tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3 có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Khu vực Nam Bộ, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất tại trạm Tà Lài có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 30%. Tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mekong về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 25%. Đỉnh lũ năm 2022 tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và dưới báo động 1 khả năng xuất hiện vào giữa hoặc nửa cuối tháng 10. Trong tháng 10, tại khu vực ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện 2 đợt chiều cường. Riêng đợt chiều cường thứ 2, độ cao mực nước tại trạm Hải Văn Vũng Tàu vượt ngưỡng 4 m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian chiều cường trùng với kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.
Trước những hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và hệ thống dự báo địa phương. Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh kịp thời các thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai bằng nhiều hình thức vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối đối với người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao để xảy ra lũ quét sạt lở đất. Người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Cần tìm hiểu thêm về những thiên tai trong khu vực mình sinh sống, như xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất, lụt. Người dân cũng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang thiết bị cần thiết cho phòng tránh thiên tai khi có cảnh báo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.